À, ở dưới nhìn nhiều con tàu kia được bật nhỏ nhỏ còn nguy hiểm hơn đi tàu nữa. Thì trong định thôi, chắc mặt con lấy hơi để nín ói thôi. Không nói sao vậy, con lấy hơi thôi, không lấy hơi để chịu đồ tao lâu lớn thôi. Nhìn trong cái sọt đó là gần đây người ta cũng ra hòn thơm nè để sọt á. Standing up for 7,000 or 8,000.